2002 Acura MDX. Every time you turn left or right, it goes clank, 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 clank. So lower control arm, it is torn. Dũng bẻ lại cái kêu kẹt kẹt hoài đó. Dũng có thấy chân nhớt không? Kỳ rồi Dũng nói nhớ xem chân nhớt không? Thấy nhớt trên đây nè. Có chảy hả? Nó kêu cái ở phân siêu hay gì.